chào mừng tất cả quý con nông dân mình nha. Thì hôm nay thì Nam ghé lại chỗ cửa hàng vật tư nông nghiệp Minh Đức. Thì ở đây thì địa chỉ là ấp Phú Nhơn, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Số điện thoại là 0939 563 530 nha quý con. Thì ảnh có giao hàng tận nơi, ship hàng tận nhà luôn. Đó, thì quý con nông dân mình có cần mua sản phẩm gì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của ảnh nha, để Nam quay về một số cái sản phẩm và chia sẻ tất cả quý con nông dân mình trong giai đoạn này chúng ta nên cần phải chú ý về cái vấn đề là bông trên cái cây mít Thái nha quý con. Đây thì ảnh có bán đầy đủ cái sản phẩm bên công ty Bio Sa Băng, thương hiệu quả cầu lửa nha quý con. Thì đây là một trong những dòng hữu cơ quả cầu lửa, quả cầu lửa 068. Thì ở đây thành phần là gì? Vi sinh vật cố định đạm nè, rồi vi sinh vật cố phân giải lăng, vi sinh vật là phân giải cellulose đó, rồi hữu cơ nè, đạm nè, rồi lăng nè, đồng nè, kẽm nè. Nói chung là ở đây là cái thành phần hữu cơ thì bắt buộc là hữu cơ vi sinh đó quý con. Thì nó sẽ có bắt buộc là nó phải có cái chủng vi sinh. Ở đây là ba chủng vi sinh, thêm hữu cơ là 15%, đạm là 2,5%, kali lăng mọi người, lăng là 2,5%, đồng kẽm là 60 ppm, kẽm cũng 60 ppm. Thì cái hữu cơ này là quả cầu lửa 068, bao 40 kg. Thì quý con nông dân của mình nếu mà trường hợp mà muốn xài cái sản phẩm thì cái việc liên hệ vào số điện thoại của anh Đức thì ảnh sẽ giao. Ví dụ như phân thì ảnh sẽ, ví dụ bà con nông dân mình ở khu vực gần ảnh đó, hoặc là ở xa cũng vậy, ảnh sẽ có xe tải nhà, ảnh sẽ giao cho quý con nông dân mình tặng nhà luôn nha. Còn về cái này là hữu cơ 007. Hữu cơ 007. Đây. Hữu cơ vi sinh 007, đây, quả cầu lửa 007. Thấy chưa? Cái chữ quả cầu lửa 007. Thì tại sao mà hôm nay thì Nam ghé lại từ cửa hàng để Nam quay cho quý con nông dân mình xem? Thứ nhất là gì? Tại vì hiện tại giờ trên thị trường thì có những cái đơn vị họ đang làm cái mẫu bao đánh lừa vào cái tầm nhìn của quý con nông dân của chúng ta, là những cái đơn vị khác là họ sẽ làm một cái chữ là quả cầu lửa thôi, không có 007 hoặc là không có chữ là 068 nha quý con, để chữ là quả cầu lửa đánh lừa cái ánh mắt của quý con nông dân của chúng ta để chúng ta mua nó nhanh. Còn ở bên Nam thì nói chung là khi mà mua những cái chỗ mà cửa hàng chính thức á, như chẳng hạn đại lý Minh Đức á, thì cái sản phẩm là đảm bảo được cái nguồn hàng từ công ty và đảm bảo được cái chất lượng nha quý con. Đây là cái hữu cơ vi sinh 007, thì chi cô đặc ma nè, phân giải lăng nè, hữu cơ là 22% nè, rồi đạm nè, nói chung là nó sẽ có đủ cái thành phần trong đây hết luôn nha quý con. Thì cái hữu cơ vi sinh 007 thì bắt buộc chúng ta phải cộng thêm, hoặc là cái hữu cơ 068 chúng ta sẽ cộng thêm một cái dòng nữa là cái dòng Bumas Sa Băng, để Nam quay cho mọi người xem nha. Đây, cái này là cái Bumas Sa Băng. Bumas Sa Băng là cái bao này là 20 kg. Thì cái bao Bumas Sa Băng này á, mình sẽ cộng đó là gì, vô cái hữu cơ 007 hoặc là cái hữu cơ 068 theo tỷ lệ là 5 bao 007 hoặc là 5 bao 068, quả cầu lửa 007 hoặc là quả cầu lửa 068 cộng với một bao Bumas Sa Băng, thì chúng ta sẽ trộn đều lại, chúng ta gãi cho một gốc 1 kg 2 kg gì đó tùy vào cái loại cây trồng. Thì ở đây là Bumas nó mục đích là gì? Dùng cho tất cả loại cây trồng, là thứ nhất là gì, cải tạo đất nè, hạ phèn, giải độc hữu cơ. Còn cái này là ga rễ mạnh, đâm chồi đẻ nhánh, rồi đây là giảm rụng trái, nứt trái, thối trái, làm cứng tế bào, tăng đề kháng. Bao này 20 kg rồi quý con, của bên công ty Bio Sa Băng, công ty đúng là công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Bio Sa Băng. Đó, thì ở đây thì quý con nông dân của mình đó, khi mà mua sản phẩm á, chúng ta hãy nhìn vào cái logo đó quý con. Cái logo này nè, cái logo quả cầu lửa nè, thấy chưa? Logo quả cầu lửa là vậy. Đó, bao Bumas Sa Băng. Thì ở đây thì nói chung là ảnh sẽ có tất cả những cái dòng sản phẩm của bên Nam. Quý con nông dân nào cứ việc là liên hệ vào số điện thoại của ảnh, ảnh sẽ giao hàng. Hoặc là nếu mà xa mình cần mua những cái sản phẩm mà phun hay là tưới đó, thì ảnh sẽ ship về tận nơi luôn. Đây là cái dòng xô này, là cái dòng xô Mat Israel. Cái dòng xô Mat Israel đó là một trong những cái dòng xô gọi là dinh dưỡng nuôi trái của chúng ta, như chẳng hạn là nuôi trái cho nó lớn, trái phì trái nè, nó xài trên tất cả loại cây, như chẳng hạn là cam nè, sầu riêng nè, mít
nè, chanh nè, bưởi nè, nói chung là xài rất là nhiều. Thì Somat Mat Israel này á thì nó sẽ khác về cái công ty của công ty Biosaban. Đây là một trong những công ty cũng khá là nổi tiếng, đây là công ty cổ phần nông nghiệp Vina Israel. Vina Israel. Đó. Thì cái show này Somat Mat Israel nha quý con. Thì ở đây thì ảnh có là show kéo bông. Đây, show kéo bông luôn. Bậc thầy kéo bông là kéo bông nè. Đó. Thưa cô, kéo bông là xài cho tất cả loại cây trồng, nhưng không riêng về cây mít đâu. Sầu riêng cũng vậy, nhú mắt cua thì mình sẽ xài cái xô kéo bông để nó kéo lượng bông ra. Rồi xài cho mít nè, xài cho chanh nè, cam nè, bưởi nè. Chung là xài cho tất cả loại cây trồng. Đây là cái xô này là xô gel humic. Xô gel humic này là kích thích bộ rễ nữa con. Phục hồi cây si nè, thấy chưa? Phục hồi cây si, kích thích bộ rễ. Còn cái xô này là xô giải độc bắc lo. Giải độc bắc lo là cái xô này là gì? Xô này là khi mà quý con nông dân của chúng ta trồng sầu á, mà chúng ta tưới bạc lo đó, hoặc là chúng ta trồng nhãn đó, cây nhãn đó, chúng ta tưới cái gốc KCL3 á, thì chúng ta nên tưới lại cái xô giải độc bắc lo dùng cho Nam, để nhằm mục đích là gì? Cho nó giải độc những cái gốc mà gọi là độc hại cho đất của chúng ta, nó sẽ giúp cho cái bộ rễ của cây trồng của chúng ta nó sẽ nhanh phát triển. Xô giải độc bắc lo thì ở đây nó sẽ giải độc được cái bắc lo trong đất, và nó giải độc luôn cả cái gì? Cái gốc KCL3 đổ gốc nhãn đó quý con, để giúp cho cái cây của chúng ta nó sẽ phát triển nhanh lại nha. Thì đây là xô giải độc bắc lo, còn đây là cái xô này là xô ra rễ giọt đọt sầu. Xô này là tưới cho sầu riêng, xô này 10 kg nha quý con, 10 kg. Đó, đây là còn cái xô này là xô mát da băng. Mát da băng là xô này là dinh dưỡng cho trái, nuôi trái, đó, nuôi bông, nuôi trái được hết tất cả loại cây trồng luôn nha quý con. Còn cái xô này là gieo phục hồi là cái xô này là tưới để phục hồi cây si nè. Rồi cây si, để mình qua đây mình quay thêm mọi người xem nha. Còn ngoài ra thì ở đây thì ảnh có, ở đây thì sẽ có những cái dòng xô 4,5 kg luôn nha quý con. Đây là xô siêu phục hồi 4,5 kg, còn cái xô này là xô gieo ra rễ, cái xô gieo ra rễ 4,5 kg luôn. Đó, xô mát da băng là xô 4,5 kg luôn nè. Đó, tại vì ở đây thì những cái diện tích, ví dụ như bà con nông dân nào mình trồng cái diện tích nhỏ đó, ít đó, thì có thể là mình mua những cái dòng xô 4,5 kg này nè, mình xài cho nó ngợ tiền, nó không có tốn kém. Cái thứ hai nữa là gì? Xô này á, thì nó xô gieo ra rễ nè, thì nó nhằm mục đích là gì? Kích thích cái bộ rễ, phục hồi cây si, giúp cho cây trồng của chúng ta nhanh phát triển. Xô này phục hồi cây có múi, nghĩa là xài cho tất cả loại cây trồng được luôn con. Đây, xô này là xô mát da băng. Xô mát da băng là cái này là dinh dưỡng để nuôi trái nè quý con. Dinh dưỡng nuôi trái giúp cho trái của chúng ta nó sẽ phì trái, lớn trái lên nè. Thì tưới cho tất cả loại cây trồng, không riêng về cây mít nha quý con. Như sầu riêng này nọ cũng được luôn nha. Đây là cái xô ra rễ giọt đọt sầu. Xô này là 20 kg, xài cho cây sầu riêng. Xài cho cây sầu riêng quý con. Xài cho nó kích thích cái bộ rễ. Đó, cho nó ra đọt rễ sầu riêng. Ra đọt sầu riêng. Thì ở đây thì quý con nông dân thấy không, đây nè, xô này 20 kg nha, ra để ra kéo đọt cực mạnh nè, bung đọt cực sung nè, tốt cây xanh lá dày lá bóng lá nè, ra rễ giọt đọt sầu. Đó, xô xanh. Còn cái xô này là xô mát da băng, xô ở đây là xô lớn trái sầu riêng quý con. Ở đây thì thường là sầu riêng mà khi mà giai đoạn mà trái nó rơi vào tầm khoảng được có khoảng là 30 ngày thì bắt đầu chúng ta sẽ tưới cái lớn trái sầu là sầu riêng đúng không? Lớn trái tưới chiên cho giai đoạn nuôi trái sầu riêng luôn. Còn cái xô này là xô gieo Israel này là xô này là ra rễ nè, phục hồi cây nè, tốt cây xanh lá. Xô này là 20 kg luôn, của bên công ty Vina Israel. Thì công ty Vina Israel là một trong những công ty mà thương hiệu lớn, cũng lớn quý con, xài hàng thì rất là chất lượng. Còn cái xô này là xô giọt đọt 20 kg luôn, tưới cho tất cả loại cây trồng, như chẳng hạn cây mà nó ra đọt yếu á, quý con nông dân của chúng ta tưới cái xô ra xô giọt đọt. Thì thường thì xô giọt đọt này mình quý con nông dân nào mình lấy cơ như chẳng hạn cam á, hoặc là chanh nè, bưởi nè, mình tưới vẫn được nha. Này là xài cho tất cả loại cây trồng, hoặc là sầu riêng chúng ta tưới vẫn được luôn, để mục đích là gì? Cho nó kéo cái đọt cho nó ra. Xô xô giọt đọt nha quý con. Còn cái xô này là xô gieo Israel của công ty Vina Israel. Xô lớn trái sầu riêng là bên công ty quả cầu lửa,
quả cầu lửa 007 đó là thương hiệu quả cầu lửa Bio Sa Băng. Đó, sầu này sầu lớn trái sầu riêng. Đó, thì ở đây thì nói chung là chỗ anh Đức thì anh có đầy đủ tất cả những sản phẩm cho quý bà con nông dân của chúng ta. Thì khi mà ở vùng xa, nếu mà trường hợp chúng ta mua không có sản phẩm thì cứ việc ghé lại cửa hàng hoặc là điện cho ảnh, thì ảnh sẽ ship hàng đi gửi cho tất cả quý bà con nông dân của chúng ta, gửi tận nhà luôn nha. Thì ở đây thì nhiều lắm, nhiều sản phẩm lắm, như chẳng hạn là mùa mưa này nè. Mùa mưa này là quý bà con nông dân của chúng ta nên tưới cái dòng là gì? Cái gói năng pH đất. Cái gói năng pH đất này chúng ta tưới vào mùa mưa này khá là ok. Thứ nhất là gì? Cho nó nâng cái pH đất lên, nó triệt ba cái phèn và nó cải tạo đất lại cho cái rễ, hệ rễ của cây trồng của chúng ta nó phát triển lên. Thì gói này 1 kg thôi quý con. 1 kg chúng ta pha cho được cỡ khoảng là 4 đến 500 lít nước. Thì có thể là chúng ta sẽ cộng thêm vô, như chẳng hạn là giai đoạn này nè, quý con nông dân của mình nên cố gắng như chẳng hạn sầu riêng nè hay là mít gì đó, chúng ta giai đoạn này bắt đầu chúng ta tưới cho nó một cử cái gói nâng pH đất đi, để nhằm mục đích là gì? Giúp cho cái đất của chúng ta nó nâng cái pH đất lên thì cây trồng nó sẽ nhanh phát triển rồi quý con. Nâng pH đất một gói 1 kg. Ở đây là nhiều lắm nha. Rồi đủ thứ hết. Siêu nấm nè. Gói siêu nấm nè, ba hoạt chất nè, ra hoa đồng loạt nè, humic nè, MKB nè, bạc lo nè. Ôi đủ thứ hết quý con ơi. Còn thuốc gầy đúng không? Chắc mười mấy loại. Thuốc gầy khoảng mười mấy loại. Đó. Đây. Thì quý con nông dân mình ghé là cửa hàng sẽ thấy được nhiều cái sản phẩm hoạt chất nè. Catap nè, 77 nè, lê đăng nè. Gầy xanh nè. Ôi trời ơi, tờ lưa chân luôn á. Nói chung là thuốc gầy thì ở đây thì nói chung là anh Đức anh nhập về rất là nhiều dòng. Tại sao? Tại vì á, sầu riêng á, khi mà quý con nông dân mình biết đó, sầu riêng mình xịt á là mình phải đổi cái thuốc gầy liên tục. Thì thành ra ở đây là anh nhập rất là nhiều dòng để cho quý con nông dân của chúng ta cứ thật là xây chiền. Để chúng ta xịt xây chiền gì đó. Không có gọi là để cho gầy nó bị kháng nữa quý con. Ở đây là sản phẩm là khá là ok luôn á. Nhiều, rất là nhiều sản phẩm. Để con nông dân của chúng ta có thể là ghé lại hoặc là cứ việc cần mua sản phẩm hay cần ảnh hỗ trợ kỹ thuật gì đó, cứ việc liên hệ vào số điện thoại của ảnh trên màn hình mới nãy của Nam đó, Nam quay cửa hàng đó nè, thấy chưa? Chai tủ nói chung là đầy đủ luôn. Về thuốc sâu thì ở đây thì khá là nhiều đó, như chẳng hạn là nè, chặn vừa rồi á, một số anh em hỏi Nam á, cái vườn của anh Đông á là xài cái dòng mà gùi gì á mà sao mà không bao trái luôn. Thì ở đây thì chặng đó thì Nam cũng không có quay video gửi đến tất cả mọi người. Cái chai gùi vàng 79. Đó, cái chai gùi vàng 79 nè. Là cái vườn anh Đông đang xài vừa rồi đó. Là không cần để bao trái luôn. Ảnh xịt là 7 ngày, ảnh xịt một lần. Xịt là quay ngang gùi sẽ không có trên vườn luôn. Đó, ở đây thì sâu rất là nhiều sâu. Thì thuốc sâu, thuốc dưỡng, thuốc rầy này nọ thì có đầy đủ luôn. À, nhện đỏ 79 nè. Nhện đỏ 79. Rồi MD thì giai đoạn này bắt đầu là giai đoạn này mưa xuống rồi thì bắt đầu là quý con nông dân của chúng ta phải xịt ngừa cái vấn đề sơ đen trên cái mít thái rồi nè. Thì sơ đen thì ở đây thì cái chai MD 79 chúng ta cộng với cái gói siêu nấm đó, cộng với cái gói siêu nấm thì coi như một bộ này là pha được 400 lít nước chúng ta xịt để cho nó ngừa cái vấn đề sơ đen hoặc là thắng thư cuốn trên cái mít thái của chúng ta. Và chúng khi mà mùa mưa này nè, quý con nông dân chúng ta cộng cái bộ này xịt cho sầu riêng cũng khá là ok chứ không gì hết. Nó trị ba cái vấn đề là gì? Ba cái thắng thư lá nè, hoặc là thúi rễ nè trên cây sầu riêng nè. Chúng ta cứ việc phun bình thường không sao hết. Đây là một trong những cái hoạt chất mà gọi là trên thị trường rất là khó để kiếm được cái hoạt chất như thế này. Simosanin, Mancozeb, Mantaxy, ba hoạt chất luôn, thấy chưa? Trên cùng một gói. Còn cái chai này MD là gốc Nina. Đó, Nina 80%. Đó, MD thì cái bộ này là chúng ta xịt ngừa sơ đen nè, thắng thư nè, trái nè, thắng thư lá nè, nói chung là đầy đủ luôn quý con. Thì thôi, thì nói chung là Nam làm cái video nho nhỏ này thôi, thì muốn chia sẻ tất cả quý con nông dân của chúng ta. Thì quý con nông dân nào cần hỗ trợ kỹ thuật thì hãy liên hệ vào số điện thoại của Nam nha, hoặc là muốn mua sản phẩm chính hãng bên công ty của bên Nam thì ở khu vực của mình không có thì cứ việc chạy ra chỗ đại lý Minh Đức, hoặc là chúng ta sẽ ở xa thì cứ việc liên hệ vào số điện thoại của anh sẽ gửi hàng cho quý con nông dân mình nha.